Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn test kiểm tra một số mã lỗi ở điều hòa media nhé. Đây là máy media. Để kiểm tra mã lỗi thì mình sẽ thử test nhổ các cảm biến. Đây nè. Xem là lỗi cảm biến dàn này và cảm biến phòng này thì máy sẽ mới hiện lên những mã lỗi gì nhé. Và quạt nữa. Khi quạt không chạy thì máy sẽ báo lỗi gì? Đầu tiên mình sẽ bỏ bỏ ra quạt ra nha các bạn. Đây, mình sẽ bật máy đi. Hiện tại là mình đang không cắm quạt dàn lạnh nha. Đây, giờ mình sẽ để cho chạy kiểm tra xem. Rồi, nóc vừa đóng, giờ này đóng tạch cả rồi. Mình sẽ để kiểm tra xem là. Như bạn thấy, đối với cái lỗi của quạt ấy, mà không có điều tốc nhận vi xử lý nhận được điều tốc của quạt chạy về chung của quạt về thì lúc này bạn sẽ thấy máy sẽ không báo báo không báo lỗi luôn. Đối với dòng máy mà molo mạch không phải inverter gần như đến 99% đều có cái hiện tượng như này. Thường bật lên máy sẽ không báo lỗi luôn mà sẽ phải chạy khoảng thời gian tầm khoảng 2-3 phút, lúc đó đi xử lý không nhận được tín hiệu từ quạt đang chạy thì lúc đấy máy mới hiển thị mã lỗi các bạn nhé. Đây các bạn sẽ theo dõi. Rồi, máy đã hiện lên báo lỗi E3. Như vậy là quạt mà không chạy hoặc là không có quạt, máy sẽ hiện E3. Rồi mình sẽ rút ra kiểm tra để test mã lỗi khác nha. À, mình sẽ nhổ thử cảm biến đồng này các bạn nha. Nhổ ra cảm biến đồng. À, để riêng ra. Rồi bạn cắm vào để xem kiểm tra xem là nếu máy mà hỏng cảm biến đồng thì sẽ báo lỗi gì. E6 luôn các bạn. Chưa cần phải bật máy nha các bạn. Mình cắm lại cảm biến đồng nha. Mình sẽ nhổ cảm biến phòng ra. Không. Đầu ruồi đấy. Cắm điện vào. E5. Như vậy thì các bạn có thể thấy được là đối với máy media khi hiện mã lỗi E3 là do lỗi ở đường quạt các bạn nha. Và máy biểu hiện của máy là sẽ chạy được khoảng 2-3 phút. Rồi máy mới báo lỗi. Còn đối với máy hỏng cảm biến sensor cả ruồi với đồng, nếu mà hỏng cảm biến đồng thì báo E6, còn cảm biến ruồi là E5. Trường hợp loại hai đoạn này hỏng, máy sẽ cắm điện vào cái là máy sẽ báo lỗi luôn, không cần phải bật. Đây là ba lỗi rất phổ biến ở dòng máy media này nhé các bạn. Chúc các bạn sẽ sửa được tốt máy.